Như Khang và Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Top News cho ngày Chủ nhật 22 tháng 7 2018. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Top News là các bản tin có liên quan đến tình hình trên thế giới cho biết. Cảnh sát của Anh Quốc tiếp tục lùng kiếm chất độc, Novichok còn sót đâu đó tại Salisbury. Và hồi tháng 3 năm nay, một cựu điệp viên tình báo Nga được trao đổi sang Anh đã bị đầu độc cùng với con gái tại thành phố Salisbury. May mắn thay, cả hai đều đã được cứu sống sau nhiều ngày hôn mê trong bệnh viện. Trong tháng 7, một cặp tình nhân người Anh sống trong một thành phố lân cận nhưng vẫn thường đến Salisbury. Nhặt nhạnh đồ vật cũng đã cầm nhầm một lọ nhỏ chứa chất độc nói trên và họ đã bị trúng độc nặng. Người phụ nữ qua đời nhưng người bạn trai được cứu sống và vừa mới được xuất viện trong tuần qua. Hiện nay, cảnh sát Anh đang phong tỏa công viên Elizabeth Garden để tìm chất độc này có thể đã được hung thủ tẩu tán và giấu ở một nơi nào đó trong vùng này. Trước đây, họ đã tìm kiếm nhưng thất bại và không kiếm được gì. Kính thưa quý vị, trong khi đó, thì Ấn Độ miễn thuế đánh vào băng vệ sinh phụ nữ để thúc đẩy nữ sinh đi học trong thời kỳ kinh nguyệt. Theo thống kê, 4 trên 5 nữ sinh Ấn Độ đã không có băng vệ sinh trong thời kỳ kinh nguyệt. Do đó, nữ sinh đành phải ở nhà, không thể đi học trong thời kỳ đó. Trong các vùng thôn quê, chỉ vì thiếu thốn băng vệ sinh phụ nữ, các nữ sinh đành phải dùng nhiều vật thô sơ, thậm chí thiếu vệ sinh và dơ bẩn đưa đến nhiễm trùng gây bệnh tật. Thêm vào việc thiếu băng vệ sinh, phụ nữ lại không được giáo dục về tình trạng giữ vệ sinh trong thời kỳ kinh nguyệt nên đã gây nhiều tình trạng bệnh tật. Từ tháng 7 năm 2017, băng vệ sinh phụ nữ bị đánh thuế đến 12%, trong khi đó bao cao su ngừa thai lại được hoàn toàn miễn thuế. Các trường học trong lúc đó lại thiếu thốn nhà vệ sinh cho học sinh nam và cả lẫn nữ. Do đó, đã có nhiều cuộc vận động trong thời gian vừa qua để miễn thuế cho băng vệ sinh phụ nữ. Cuộc vận động đã xin được trên 400.000 chữ ký. Hôm thứ Bảy, Quốc hội Ấn Độ đã miễn thuế cho món hàng này theo cuộc vận động đã kéo dài trên 10 năm nay để bảo vệ quyền lợi của các nữ sinh so với nam sinh. Thưa quý vị, trong khi đó thì Cuba chuẩn bị sửa hiến pháp để cho phép các cuộc kết hôn đồng tính. Cuba, một quốc gia cộng sản trong những năm đầu tiên dưới chế độ độc tài của Fidel Castro, nhiều kẻ đồng tính đã bị bắt và gửi đi giam giữ tại các trại lao động cải tạo tập trung. Tuy vậy, sau đó, chế độ đã có nhiều sửa đổi. Họ đã cho phép giải phẫu chuyển giới và cấm phân biệt các người đồng tính khi thu mướn nhân công. Hiện nay, dự thảo một hiến pháp mới để thay thế ban hiến pháp mới nhất của Cuba đã được sửa đổi kể từ năm 1976. Theo dự thảo này, hiến pháp mới của Cuba sẽ định nghĩa hôn nhân là việc kết hợp gia đình của hai cá nhân thay vì là kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Các quốc gia châu Mỹ Latin hiện nay như Argentina, Brazil, Colombia, Uruguay và một vài tỉnh của Mexico đều đã chấp thuận hôn nhân đồng tính, dù có sự chống đối kịch liệt của Giáo hội Thiên Chúa La Mã. Dù được Quốc hội Cuba chấp thuận, nhưng tân hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý để hỏi ý kiến của người dân. Tổng thống Cuba hiện nay, ông Miguel Díaz-Canel, đã đưa ra một danh sách nội các, gồm hầu hết các nhân vật đã được ông Raúl Castro chấp thuận trước đó. Kính thưa quý vị, dù đang có thỏa thuận ngừng bắn, xe tăng Israel đã bắn vào đất Gaza sau khi dân Palestine phá sập một góc hàng rào biên giới. Lực lượng Israel đã cho biết một số dân Palestine đã tràn qua chỗ hàng rào bị phá hư để vào đất Israel, nhưng sau đó đã phải tháo lui và trở lại đất Gaza. Các thuật thương thuyết đã được điều khiển dưới quyền của đặc sứ Liên Hiệp Quốc về vấn đề Trung Đông. Israel tuy vậy đã không chính thức thừa nhận là đang có ngừng bắn, nhưng đã kêu gọi dân chúng Israel đến vùng biên giới Gaza trở lại sinh hoạt bình thường. Hôm thứ Sáu tuần rồi, những người biểu tình Palestine đã giết chết một binh sĩ Israel. Đây là binh sĩ Israel bị chết đầu tiên kể từ năm 2014. Israel lập tức trả đũa giết chết 4 người Palestine, trong số đó có 3 người là thành viên của nhóm Hamas. Các cuộc tấn công giữa đôi bên tiếp tục cho đến khi lệnh ngừng bắn được loan báo vào hôm chiều tối thứ Bảy. Thưa quý vị, trong khi đó thì Anh Quốc dự kiến sẽ đưa hàng không mẫu hạm đến tuần tra Biển Đông cùng với Úc Quốc. Nhưng đối thoại ngoại giao quốc phòng giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước tại Anh Quốc, hai bên đã thảo luận về các kế hoạch hợp tác tại khu vực Thái Bình Dương, trong đó có hợp tác hải quân chung. Trong cuộc họp báo chung vào ngày 20 tháng 7 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc xác nhận rằng hai bên đã thảo luận các phương án để điều khiển hàng không mẫu hạm Anh HMS Queen Elizabeth tới vùng Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, cùng với phối hợp hoạt động mới hải quân Úc. Theo nhật báo Anh The Guardian,
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã nhắc lại mối quan tâm của Anh Quốc đến tình hình vùng Thái Bình Dương, thể hiện qua việc Anh Quốc mới đây, lần đầu tiên từ năm 2013, đã triển khai 3 chiến hạm trong khu vực. Một hoạt động sẽ được phát triển thêm trong những năm sắp tới. Về nhiệm vụ của chiếc hàng không mẫu hạm mới của Anh Quốc này, ông Williamson xác nhận rằng London và Canberra sẽ phối hợp với nhau trong kế hoạch triển khai chiếc HMS Queen Elizabeth tới Thái Bình Dương, cùng với hoạt động với các chiến hạm của Úc Quốc. Kính thưa quý vị, huy chương vàng đầu tiên cho một đội tuyển thể thao liên triều. Lần đầu tiên từ năm 1991 đến nay, thì vào hôm 21 tháng 7 2018, thì một cặp tuyển thủ bóng bàn Nam Bắc Triều Tiên đã giành chiến thắng trong trận chung kết tại giải Korea Open. Đây có thể gọi là huy chương vàng đầu tiên cho nền ngoại giao thể thao trên bán đảo. Chang Woo-jin, tay vợt Nam Hàn Quốc, cặp với Cha Ho-shin, một nữ tuyển thủ Bắc Triều Tiên, đã đánh bại cặp Trung Quốc 3-1 ở trận chung kết đôi nam nữ tại giải đấu bóng bàn quốc tế ở thành phố Daejeon. Phải lần ngược về năm 1991 mới thấy một đội bóng bàn chung nữ Nam Bắc Triều Tiên bất ngờ giành chiến thắng trước đương kim vô địch Trung Quốc tại giải vô địch thế giới ở Nhật Bản. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, kính mời quý vị cùng đến với các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.